ơi, đang coi gì mà say đắm như mày. Chán quá ra ngồi con múa lăn nè. Ê, tao có ý này nè, xuống đây tao với mày chơi đố vui. Cũng được nữa, thôi để tao ngồi xuống. Má, ở đây mát mày. Đúng rồi. Đố vui đi, bây giờ mình chơi nè, tao nói một câu, mày sẽ đáp cho tao một câu. Rồi, ok luôn, chơi mày luôn đó mày. Có chí thì nên, rồi đó tới mày đó. Người ta có chí thì nên hả? Để tao suy nghĩ rồi. À, còn tao có chí thì nên gọi đầu. Còn tao có chí thì nên gọi đầu. Được rồi nói đấy. Hảo hán, hảo hán, bây giờ tới tao tiếp nè. Đêm nay tao thức học bài rồi đó, tới mày đố đi. Trời ơi, mấy chuyện đó bình thường, anh đây giỏi văn nè. Đêm nay định thức học bài hả? Nghe anh đáp lại một câu nè. Lật ra lại thấy dài quá nên thôi. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Nãy giờ mày đố nhiều rồi, bây giờ tới tao nè. Văn ta phải biết xử ta. Rồi đó, tao mày đố đi. Bộ mày tưởng mày hay hả? Dân tao biết xử ta, mày nghe anh nè. Cái gì không biết thì mình tra Google. Cái gì không biết thì mình tra Google. Sợ chưa? Bây giờ mày tỉnh. Mày nghe tao nói một câu nữa nè. Mày lo mà đáp. Chiều nay bỗng nhớ mẹ hiền, mày đáp đi. À, cái này thì bình thường. Trời ơi, đối với tao dễ. Tao chuyên văn nè. Nghe tao đáp nè. Mẹ ơi, mẹ nhớ gửi tiền cho con. Thôi không mấy giờ, hai anh em mình chơi sáng giờ cũng nhiều rồi. Mà giờ cũng chưa rồi. Với lại á, hồi lúc mùa hạ, tao có hứa với chị Hạ Leon á, là đợi đến mùa xuân để tao đi lại chị Xuân Leon để đặt đồ. Mà bây giờ cũng mùa xuân rồi. Bây giờ chưa rồi, không mấy hai anh em mình đi đợi chị Xuân Neon đặt đồ đi. Tao sợ nếu mà đi trễ quá thì bà không có ở nhà nữa đó. Ok anh em mình đi. Đi. Chị Sương ơi, có ở nhà không chị Sương ơi? Chị Sương ơi. Ủa có giọng mấy đứa? Ủa cái chị Sương Leon hả? Chị Sương Leon mới đi rồi, chị Đông Leon nè, có gì không? Chị Đông Leon nè, có gì không? Trời ơi. Kiếm chị Sương Leon cái chuyện gì không? Chị là chị Đông Leon, chị là em của chị Sương Leon. Em muốn đặt đồ gì nói với chị đi, chị làm luôn cho em. Dạ em muốn đặt ba cái lá cờ á chị, hai cái lá cờ chéo với một cái lá cờ tổ á. Đặt không, chừng nào em lấy đặt chị biết chị làm. Dạ ngày mai em lấy á chị, mà nhưng mà cái lá cờ tên là nhân nghĩa đường á nghe chị. Ca này hơi khó với chị rồi, tại hàng trong kho chị còn rất là nhiều người ta đặt chứ chưa có làm kịp nữa kìa. Chị gán là giùm hai đứa em đi, tại ngày mai hai đứa em đi show gấp á chị. Ok em luôn đi, chị sẽ cố gắng chị làm cho em nên mời em đi show nha. Dạ hai đứa em, vậy hai đứa em cảm ơn chị, hai đứa em đi về. Cho em lấy đồ chị Sương ơi. Wow, bữa đó mình mua chị Đông mà. À, lộn rồi. Chị Đông ơi, cho em lấy đồ. À, rồi rồi, cái đồ đó, hôm qua mấy đứa đặt cái gì à? Dạ. Cái tên đòn gì nhân nghĩa đường vậy phải không? Rồi rồi. À, chị Đông chị cũng mới đi rồi, chị có dặn anh rồi. Anh biết rồi, biết dạ. cái mộc đen nằm bên cái xưởng bên kho bên kia á. Dạ. Rồi cái gì đi theo anh dẫn qua bên đó lấy nha. Dạ. Đây nè mấy em. Wow, kho đẹp chứ ta. Kho nhiều.
Đúng rồi nè, có hai em này nè, mấy đứa ship lại đi rồi giao cho khách luôn. Dạ. Trong một đen nó có đồ của mấy em đúng không anh? Đúng rồi, trong đó cũng có mấy bạn mới ship xong. Vậy cho hai em xem thử nha. Mấy đứa kiểm đi. Coi đúng tên không mày? Đúng không? Đúng rồi mày ơi, ship rồi đi mẹ em lại. Rồi, cảm ơn mấy em ủng hộ shop của bên anh nha. Dạ. Còn có gì nữa cần thì cứ lại đặt shop của anh, giá hữu nghị. Dạ, chào anh em về. Rồi, cảm ơn okay, mấy em. Không luôn ngày á. Hai cộng đi hả? Rồi chưa bay. Kính chào bay coi. Vô từ cái này còn ấy nè. Rồi dỡ lên đây, dỡ lên. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Quá đẹp luôn mày ơi. Đúng rồi, đồ của chị Sương Neon, chị ông Neon có khác nha. Rồi. 3 hours later. Ủa sai rồi. Nè mày vô bánh trống đi, giờ hai tao muối mày coi. Ok. Cái okay chưa? Mày phải đến trung bình tấn mới có được hàng hái của con lăng. À, tao biết rồi. Ờ, vậy rồi mày còn biết quýnh bài trống nữa không? Chỉ tao đi. Tao biết quýnh bài Phật Sơn nữa. Vậy mày chỉ tao đi. Ok, kìa bây giờ thằng Hiếu múa, kìa tao quýnh cho nó múa luôn nha. Rồi, ok. Vô. Đó đó mày hiểu chưa? À, tao cũng hiểu sơ sơ rồi đó. Này đi vô quýnh thử một chút đi. Hơi non. Ôi bạn ơi. Khó quá mày ơi, không mấy để từ về nhà đi, tao học cho đánh thêm. Rồi vậy nên anh em mình tập tới đây thôi nha. Rồi, okay. Rồi mai anh em mình tập tiếp. Rồi ok, anh em đi, đem dẹp trời, cắm lăng đi về. Rồi. Đi.